Chào các bạn, ở trên tay mình đang là chiếc BlackBerry Z3 và mình đang cài cái hệ điều hành 10.3. Ở trên hệ điều hành này thì mình muốn nói đến cái chuyện là chúng ta đã bắt đầu có cái tính năng nhận dạng giọng nói bằng tiếng Việt. Tức là sau khi mà mình nhắn tin chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ vào trong Facebook luôn cũng được. Mình vào phần trạng thái và mình viết một cái gì đó, thì ở đây mình có cái mic này. Mình sẽ nhấn giữ vào và ta có tiếng Việt. Bạn có thể thấy cái dòng tiếng Việt ở đây. Ví dụ như thử nhận dạng giọng nói bằng tiếng Việt trên BlackBerry Z10. Sau khi mình nói như thế thì nó sẽ tự động nó chuyển thành chữ. Rất là tiện. Cái tính năng này đã xuất hiện ở trên iOS 8 và trên Android. Và bây giờ thì chúng ta có nó xuất hiện ở trên BlackBerry 10.3. Do nó sẽ tự động nó đồng bộ với server để nó kiểm tra tính năng. Do đó thời gian rất là lâu, tùy thuộc vào cái mạng của bạn. Cái mạng của mình nó đang rất là chậm, do đó nó mất thời gian lắm. Đây là một cái hạn chế của BlackBerry. Đó, các bạn có thể thấy nó nhận dạng. Thì cái tính năng này cũng giống như trên iOS, chúng ta có thể nhận dạng được cả dấu chấm nữa. Ví dụ như phẩy, chấm, chấm phẩy, phẩy chấm. Rất mất thời gian nếu mà BlackBerry nếu mà cái mạng của bạn nhanh á, thì thoải mái hơn. Còn nếu mà tốt hơn hết á, thì BlackBerry nên để cái data này ở trong máy. Tốt hơn là phải check ở trên mạng như thế này. Mình thường sử dụng cái tính năng này ở trên Android thì nó hoạt động nhanh hơn như vậy. Để kích hoạt cái tính năng này ấy, thì bạn chỉ cần chuyển máy qua giao diện tiếng Việt là nó đã kích hoạt tự động rồi. Còn trong trường hợp máy bạn là tiếng Anh ấy, thì bạn cần vào phần cài đặt, văn bản và ngôn ngữ, kéo xuống dưới cùng, đọc chính tả, và chúng ta cần lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Đó, như để giao diện mặc định thì nó đã là tiếng Việt rồi. Ở cái bản 10.3 này mới là bản test thôi, chưa phải là bản chính thức. Và khi chúng ta sử dụng bản chính thức có thể nó sẽ tốt hơn như bây giờ. Cảm ơn các bạn.